Hiện nay, xã Phạm Ngôn Lão có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 55 ha thuộc cụm công nghiệp Kim Động và cụm Đặng Lễ. Toàn bộ diện tích là đất nông nghiệp của hơn 400 hộ dân và khu vực nghĩa trang nhân dân thôn Cốc Khê. Tranh thủ thời điểm cuối năm 2023, xã đã tích cực vận động tuyên truyền đến các hộ dân di chuyển hơn 150 ngôi mộ trong tổng số 500 ngôi sang khu nghĩa trang mới. Đến nay, xã đã có 274 hộ dân trên tổng số 276 hộ có đất đã ký văn bản đồng thuận với phương án công khai của huyện. Hiện huyện đang đôn đốc đơn vị giải phóng mặt bằng trình phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và quyết định thu hồi đất đối với các hộ đã ký đồng thuận mà không phải đợi hết thời hạn niêm yết công khai theo quy định.